Anh à, xin lỗi anh trai cái bài này rất hay nhưng mà hay. Không nhưng mà anh ca các bọn Thì Dương mới đúng, anh ca các bọn Lòng Tông rồi tôi muốn càng theo tụi tao rồi, tôi nông dân Thì Dương giờ nó qua Lòng Tông cũng vậy à. Bình thường không cả mẹ, tại vì tôi khoái Lòng Tông kêu Lòng Tông Lòng Tông mà ta lật đầu dễ con thân ca vậy đó. Bây giờ anh bảy cho em biết xem cái vụ này nè, nhưng tại sao anh bảy mà hôm nay mà anh bảy chọn những cái bài ca mà nó rất hay nhưng mà anh bảy không thuộc hết bài là lý do nào? Có như mình ha, nông dân rồi tay lắm chân bùn mà mình ha, không có chuyên nghiệp nha. Dạ. Để ca được như ca, thí dụ mình nhớ lúc nào ước cũng nấy. Dạ. Vậy thôi chứ mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Dạ. Thì được khúc nào chơi khúc nấy giúp vui cho là tập thể khán giả hoặc là mọi người xem. Rồi. Cô bác ơi nên trồng thuốc nam, qua tháng cô chữa bệnh xóm làng, cho cô bác hai là trẻ em mà chữa bệnh nóng bằng. Thật dễ chồng không mệt nhọc đó chỉ là cho nên hôm nay là để tiếp tục là anh Bảy tức là anh Dễ sẽ gửi đến cô bác cùng quý vị khán giả với một bài hát được mời thôi. Áo dụng cửa hàng mày nên xem sao đấy. Mày thử thử tao nhớ nha, để coi mày thử nữa. Có tiền đó mày hả? Diệp Tuyên Vân Hiền Mũ Thạch Vũ Đại Sư Ca, đã bao năm rồi tiểu mũi theo đại ca làm thuốc tiền, và cứ mỗi chiều trời trở gió sang thu. Ồ, người gió gì gì quá trời, nó gió quá đó. Bà điện mày phát mày. Là dù ca dương bồm về dùng thạch chiến thù. Ca đi không có nghe điện. Người nằm thơ với nắng chiều với bầu ngủ để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thùy. Như chọn đằng chỉ có một người để nhớ thương, và có những chiều lạnh buồn chương huyền trôi dạt bốn nếu buổi nghe như lần này sao quyết định néo thuyền ở mãi bên Quỳnh Sa, chờ đợi gì hỡi Vũ Ca, tao chờ đợi tốt xe qua. Hay quá anh Bảy ơi, bây giờ một lần nữa kinh trời lên yêu cầu anh Bảy ca một cái bài gì mà còn hai không còn hai câu nhiều câu nữa. Cái bài gì bà? Thì hãy xuống tên không chạy đầu quân con cái dụng đó, bà đó là cái tự gì? Hẳn thụ ra 20 năm mà. Rồi. Bây giờ anh Bảy sẽ đến cái kinh của Trần Ngân. Ê, tao ca đại nha, đổ qua tao không sợ nữa, tao ca cho ba mẹ đó. Rồi. Dạ. Bây giờ anh Bảy đến cái kinh của Trần Ngân, anh Bảy xin rồi đến hai câu dụng cũ. Anh giới thiệu nữa đi, em đã biết. Ca bả
hận thù xa 20 năm. Rồi. Xin mời quý vị. Hai câu nha. Rồi. Xin mời quý vị. Rồi giao đây. Rồi, xin mời quý vị. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Mày nở dầm lên xác người ngã gục mà cười vui cho thỏa chí tham tàn. Mặt ai khóc thương ai trong hận quan tâm hờn, tao có chết đi cũng không bao giờ liên tiếp. Tao chỉ e mày hối hận về sau, có đào mồ mày kiếm chẳng được bao, có gào khóc cũng chỉ là vô nghĩa. Ngàn năm sau tiếng nhờ còn mai miếng, thằng cháu vô lương nợ diêm gần tao phản động. Tại sao mày không nghĩ kỹ lại mà xem, nếu nói giết người thì mắt mày sáng rực lên giành đi trước để cầm con dao mà hạ sát. Một thằng cũng làm ăn chắc phát cũng bị đem ra mà chưa an hoàn tình, mày chỉ còn là lòng dạ xoay lan. Dù tao có nói mày cũng như là tượng đá, chung tay đi cho máu tuôn tràn lật trang thư mới ghi vào chiến công. À, anh Lý hả? Anh cho em hỏi coi tại sao mà cái bài này là nó mấy câu mà tại sao anh Thuận Nghiệp có hai câu là không mấy câu trước hận mày, mày tao không. Ta nhắc nhở con cháu mình tao đồn chơi tập không à. Tao ca mỗi một câu là tao nhắc nhở những đứa cháu tao sao mày á. Có nghĩa là kênh của Trần Nên hỏi anh á là tại sao mấy câu trước anh không thích mà anh thích mấy câu sau. Tao nhắc nhở con cháu không, nhắc nhở con cháu để là đứng làm người sống ở đời. Rồi, nếu mà anh Bảy nói được như vậy thì thay mặt anh Bảy, kinh trả lời xin cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Vậy mình giao lưu thêm vài bài đi, hát quá hay rồi. Anh Bảy hát quá hay mà. Hát hay, hay, hay. Ê, tao cũng không tính luôn nổi. Thôi, bữa nào đây chứ, bữa nay nhiêu thôi. Có 4 lớp tùy thi không? Không, 3 lớp tùy thi hả? Tao chơi lớp đó mà. Còn muốn 3 lớp thì để tao tao đọc lại mới được cái chơi lớp được. Dạ. Chơi lớp chót mà, xương tình lớp chót mà, chơi mềm mãn luôn. Đó, hay quá. Một lớp một thôi nha. Rồi. Chơi lớp chót. Không, anh chơi thiệt, nông dân là đủ mướn nhiều chơi nhưng mà. Còn nếu muốn 4 lớp ra thì khoan để tao gà lại mày, tao gì tao gà lại mày nữa ơi. Bữa anh chưa chuẩn bị mà. Nông dân là chơi vui với bà con người ta đó hen. Anh là chơi đàn bà. Công tử Giang Châu nên cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong cái chuyện hiểu lầm nè. Tình cảm cháy ngang yêu đương mà lộn xộn,
Hạch vũ đế ca đừng bơi sới gà đi à, để tôi đi thì mọi chuyện đều êm đẹp. Tôi nhớ đưa quen với người bao mặt thì làm gì dính líu chuyện lôi thôi. Người bao mặt kia nghe chính là một thằng bạn ngang đã nhiều lần ngang cứu ông thoát nạn, nhưng cái lại được ông đền trả bằng cách đối xử bạo tàn và cướp đoạt người yêu. Người bao mặt là thắng thiếu dũng cơ hàng, người yêu cũ của nàng là bác mộng lòng tâm, và chính ông đã cậy quyền đi thế lực của tiền làm cho họ tan vỡ mối tình đầu tiên. À, xin lỗi anh, à, xin lỗi anh. Anh trai cái bài này rất hay, nhưng mà hay. Không, nhưng mà anh cha các bọn thì dương mới đúng, anh cha các bọn lòng tông là tôi muốn càng theo tôi ăn rồi tôi nông dân à. Thì dương giờ nó qua lòng tông cũng vậy à, bình thường à. Không cảm nghe tại vì tôi thấy lòng tông kêu lòng tông ở dưới quê xào lòng tông kho lòng tông mà ta lắc đầu dễ. À, còn thì dương thì cao xa quá tôi không dám tôi ca vậy à, bây giờ anh bảy cho em biết thêm cái vụ này nè. Nhưng tại sao anh bảy mà hôm nay mà anh bảy chọn những cái bài ca mà nó rất hay nhưng mà anh bảy không thuộc hết bài là lý do nào? Có như mình ha, nông dân rồi tay lắm trên bùn mà mình ha, không có chuyên nghiệp nha. Dạ. Để ca được nhiều ca, thí dụ mình nhớ lúc nào quốc cũng nấy. Dạ. Vậy thôi chứ mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Dạ. Thì được khúc nào chơi khúc nấy giúp vui cho là tập thể khán giả hoặc là mọi người xem. Rồi rồi rồi. Mà tiêu vui á, có sai sót gì là mong thông cảm. Tại vì tôi không có chuyên nghiệp, tôi nông dân mà. Nông dân biết làm ruộng là giỏi à. Biết. Chứ còn cái vụ ca hát thì rồi khoái là quốc tới hoài rồi chạy ai rồi rồi rồi. Một lần nữa em là kênh Trần Nên kính chúc anh Bảy được giàu giàu sức khỏe ha. Rồi ok, cảm ơn anh Bảy là vừa rồi đã cũng giao lưu với kênh của Trần Nên. Thì một lần nữa thì Trần Nên xin cảm ơn anh Bảy cũng rất nhiều. Ok, dạ, dạ, cảm ơn anh Bảy. Thế một lần nữa xin cảm ơn nha, anh Bảy. Rồi. Mày mày đợi mày ca bạn kia tụi quế mày. Để cho anh ca cái bài một cái bài kim từ với mà hút thuốc nam chữa bệnh rồi ra nào. Hay quá hay quá hay quá. Ok. Thôi mày cái bữa đó 11 hát ca mày. Thôi giờ hát luôn đi, hát luôn đi. Hát luôn. Đang đưa tên nè. Hát luôn đi. Đang vô luôn mà. Đó giờ ca bài chị xui chưa nè. Chưa. Bây giờ anh phải hát cái bài kim từ với mà cái bài hút hút thuốc nam chữa bệnh cho người ta đó. Thuốc nam thì kệ dạ tôi ca thôi. Không. Rồi rồi rồi. Nếu mà đợi cứ là thẳng ra. Rồi rồi rồi. Thì ra đây. Để luôn. Sao để đi phải giới thiệu được mà không được. Khỏi khỏi anh chơi luôn đi. À, rồi. Anh làm đi. Rồi. Rồi. À, nói là anh Bảy á thì nó nào ngay. Ảnh là một người nông dân. Người nông dân là tính tôi luôn đó. Nếu ai có bệnh ban khỉ ban cua ban nói chung là bất cứ là ban là đem vô đây anh Bảy chị là hết cho nên ba em chị cũng hết rồi. Cho nên á hôm nay anh Bảy tôi á là có một cái bài kim tiền quế để chữa về bệnh ban. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức và cùng nghe, nhưng mà anh ca chậm hơn, anh ca lẹ quá người ta nghe không kịp nha. Dạ ca đậm ha. Rồi. Cô bác ơi nên trồng thuốc nam, qua tháng cô chữa bệnh xâm làng.
cho cô bác hai là trẻ em mà chữa bệnh nóng bằng. Thật dễ chồng không mệt nhọc, đó chỉ là một viên thuốc tai mà khô khan cái bệnh nóng bằng. Nào cây à, mía lau măng cậy bông ngò đậu xanh cù ngõ dễ chặt dâu tâm nha, tụ uống với đốt chè ngò ôm lũi đất rau tâm rửa cho thành sạch đem về sau lại dùng mỹ ban đen uống vô hết bệnh con người khỏe mạnh đó. Xin mời quý vị khán giả cùng vỗ tay ủng hộ anh Bảy mình hát cái bài Kim Tiền Vệ với bài Thuốc Nam Trị Bệnh. Dạ, dạ cái giọng đó còn thiếu gì nha. À. Ta vậy chứ còn thiếu đâu gì. Nên của thế trận nên hôm nay thì xin cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Bảy. Và hẹn gặp lại lần sau. Và một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Như anh nói trước nha, tôi chỉ là nông dân ca là vậy thôi, chứ nếu có thư sức gì bà con nghe đừng giận tôi nha, thông cảm, nông dân mời.